mặt tận đến đất nội này cái khái niệm đó. Và với bệnh mắt không phải là cái nào cũng thể có thể một số bệnh mắt mắt đỏ rồi sau nó bình thường nó tự khỏi. Đi đau mắt dịch cũng vậy, bị một thời gian cho thuốc mũi theo kháng sinh thì nó khỏi, đấy là cái mặt bệnh nó lành. Còn với trẻ con thì rất phức tạp vì các cháu bé không nói được, vành mắt ra khám rất là khó, nên là chúng ta tin tưởng hoàn toàn vào sữa mẹ nhỏ, an tâm khi có cái đấy đâu cũng là vũ khí tối thượng bảo vệ mình khỏi bệnh tật ở mắt thì là đều là sai lầm. Và cái hậu quả là chúng ta đã phải thấy như cháu bé vừa rồi là cái mắt không những không khỏi mà loét và thủng nhanh chóng, phổi hết tất cả tổ chức ra và chúng ta đã phải bỏ mắt. Thưa quý vị thính giả, hiện nay do thời tiết mưa nắng thất thường nên bệnh đau mắt đỏ rất dễ phát triển, nhất là ở trẻ em vì hệ miễn dịch của trẻ còn non yếu. Nguyên nhân gây bệnh thường là do vi khuẩn và virus. Bệnh rất dễ lây lan trong môi trường do tiếp xúc hoặc nói chuyện. Nếu phụ huynh thấy trẻ có những biểu hiện bất thường về mắt như gỉ vàng, viêm đỏ, sưng tấy, không mở được mắt thì cần cho bé đi khám ngay. Tuyệt đối không làm theo lời truyền miệng dân gian nhỏ sữa mẹ vào mắt trẻ hoặc tự ý mua thuốc nhỏ mắt khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ. Tôi cũng biết là cái hội dùng sữa mẹ cũng rất là đông hội viên và các phong trào thực thực hiện bây giờ cũng đủ nhiều. Các vị cũng mua gửi cho tôi những cái tài liệu bằng tiếng Anh minh chứng là chữa được bệnh đỏ bệnh kia, nhưng mà phải nói những cái trang mạng đấy bằng tài liệu tiếng Anh đấy không phải là nguồn của y học chính thống, không phải là những cái tài liệu chính thống từ cái mình đi điều trị y học mà phương Tây bây giờ điều trị được cái đa số công nhận được pháp luật thừa nhận. Những cái điều trị bằng mạch bào bằng cái phương pháp võ hú kia thì đều được công nhận, không công nhận, và khi là có vấn đề gì thì chúng ta không được pháp luật bảo vệ. Thế mà cứ nghĩ là cái hậu quả đáng tiếc là phải bỏ mắt thì cái đấy là cái bị mà bây giờ gọi là cái khách hàng thông minh, bệnh nhân tự có thể trở thành bác sĩ nhưng mà bằng những tìm hiểu trên mạng. Nhưng mà chúng tôi cũng phải nói là sẽ có những cái ngóc ngách, có những vấn đề mà chúng ta không thể tự làm bác sĩ cho mình được mà vẫn phải nghiêm túc xin cầu để chuyển khám bệnh và cái điều trị của các chuyên gia. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình phòng bệnh